Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Chiến Tài Mobile. Cách đây một thời gian ngắn thì mình đã cùng các bạn trên tay và đánh giá về cái sản phẩm tai nghe Xiaomi E2S. Và với sản phẩm tai nghe Xiaomi E2S thì chúng ta sẽ có rất là nhiều điểm nổi bật. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một thiết kế cảm giác đeo cực kỳ tốt này, rồi là một thời lượng pin trâu này. Ngoài ra nó còn update thêm cái khả năng sạc không dây nữa. Thì hứa hẹn đó là một trong những chiếc tai nghe cực kỳ ngon trong cái phân khúc giá tầm là 1,4 và 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên một thời gian ngắn sau thì Xiaomi đã tung ra cái phiên bản rút gọn của sản phẩm tai nghe Xiaomi E2S và nó sẽ được đặt tên là Xiaomi E2SE, tương tự như là những dòng điện thoại đến từ nhà Xiaomi kiểu Xiaomi Mi 8 này, xong rồi đến Xiaomi Mi 8 SE là một cái bản rút gọn của Xiaomi Mi 8 vậy. Và ở đây thì mình đang có một chiếc hộp full box của sản phẩm tai nghe Xiaomi E2SE, và trong video này các bạn hãy cùng mình đánh giá về sản phẩm tai nghe Xiaomi E2SE này để xem là với phiên bản rút gọn này thì nó sẽ có gì hay ho nhá. Và cái đầu tiên mình muốn nói đó chính là về phần mức giá. Thì từ cái mức giá gốc của cái sản phẩm tai nghe Xiaomi E2S ở thị trường Việt Nam là rơi vào tầm là 1,4 đến 1,5 triệu đồng, thì bây giờ nó đã được rút gọn chỉ tầm là 700.000 đồng và dưới 700.000 đồng thôi các bạn ạ. Thì nếu bạn nào quan tâm về chiếc tai nghe này thì mình sẽ để đường link mua hàng ngay phần mô tả video để bạn có thể click vào và mua một cách nhanh nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đánh giá về em tai nghe này thôi. Rồi, đây là cái hộp của sản phẩm tai nghe Xiaomi E2SE. Và mình thấy rằng là với cái hộp của sản phẩm này thì nó có phần tương tự như là cái sản phẩm tai nghe Xiaomi E1 cũng như E2S vậy. Và cá nhân mình thấy rằng là với cái form đóng hộp của những chiếc tai nghe đến từ nhà Xiaomi thì nó sẽ có một kiểu dáng chung, đó chính là chúng ta sẽ có tông màu xanh này, tạo vân họa tiết này, rồi chúng ta sẽ có hình ảnh sản phẩm ở mặt trước và được đặt trong một cái background tông màu trắng. Và các bạn sẽ có hình ảnh sản phẩm ở đây, logo của Xiaomi và cái tên bên dưới là Xiaomi E2SE các bạn ạ. Đấy, phía sau các bạn sẽ có một số thông tin như kiểu nguồn điện input, output và dung lượng pin bên trong của nó. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra để xem là bên trong chiếc tai nghe Xiaomi E2SE này nó sẽ có gì hay nhá. Đọc cái tên Xiaomi E2SE nó hơi dài các bạn ạ. Đó, khi mở hộp ra thì bên trong này thì các bạn sẽ có ở đây là một chiếc tai nghe đầy đủ phụ kiện của chúng ta. Ở phía trên thì các bạn sẽ có cho mình hai cái phần housing này. Ở bên dưới các bạn sẽ có cho mình một cái vỏ cây. Và ở bên trong cái phần phụ kiện thì các bạn sẽ có ở đây là một cái cáp Type-C nha các bạn. Đấy, xịn chưa? Nói chung dùng cáp Type-C thì nó sẽ là một cái điểm cộng so với là những chiếc tai nghe khác dùng cho mình cái cáp kết nối là micro USB truyền thống. Và các bạn sẽ còn có ở đây là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng được viết bằng tiếng Trung, hơi khó đọc một chút nhưng bạn có thể dùng Google dịch để có thể xem là nó viết những gì nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với sản phẩm chính, đó chính là chiếc tai nghe Xiaomi E2SE. Mình sẽ lấy cái phần vỏ cây ra trước và mình sẽ lấy cái phần tai nghe bên trong ra. Nói chung thì mình khá thích cái cách thiết kế vỏ hộp của sản phẩm tai nghe Xiaomi E2SE và những sản phẩm tai nghe Xiaomi E khác, tại vì nhìn nó khá là xịn sò. Rồi, mình sẽ để hai chiếc tai nghe vào bên trong. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau review từ ngoài vào trong nhé. Đầu tiên là cái phần vỏ hộp thì mình thấy là nó đã có một cái phần vỏ hộp nó nhỏ hơn tương đối so với sản phẩm tai nghe Xiaomi E2S và những dòng sản phẩm tai nghe Xiaomi E trước. Và các bạn thấy rằng là với cách đóng hộp của cái sản phẩm tai nghe Xiaomi E2S là nó một cái hộp hình vuông dựng đứng, còn với lại cái sản phẩm tai nghe phiên bản SE này thì nó sẽ là cái hộp nằm ngang các bạn ạ. Các bạn thấy không? Ui, mở ra nhìn sang không chịu được. Và cái phần vỏ cây này thì nó mới được làm từ chất liệu là nhựa PC ABS mà thôi, và nó sẽ được phủ lên một cái tông màu là trắng mờ nha các bạn. Và cá nhân mình thì mình rất thích cái phần tông màu trắng mờ này, tại vì sao? Khi anh em dùng này, đấy, không dính lại mồ hôi dấu vân tay là thứ nhất, và thứ hai là khi anh em có cà lên thì nó không có bị xước và cũng không có để lại những cái vết trầy. Đó là những cái điểm mà mình thích tông màu trắng mờ hơn thay vì là những cái tông màu trắng bóng như là những chiếc tai nghe đang có trên thị trường. Và ở phía sau thì các bạn sẽ có một số thông tin logo của Xiaomi. Ở đây thì các bạn sẽ có cho mình cổng sạc Type-C ở bên dưới, xịn sò chưa? Đó, bên trước thì các bạn sẽ có ở đây là đèn thông báo trạng thái kết nối, và khi các bạn mở nắp ra thì mình thấy là cái phần bản lề của nhà Xiaomi họ làm cái phần bản lề này khá là êm. Khi mở nắp ra thì rất đơn giản và nhẹ nhàng. Đó, khi các bạn mở một nửa này, ví dụ ở đây nhá, mình sẽ mở một nửa này thì nó sẽ ngay lập tức bật ra ngoài. Ôi, xịn chưa? Khi mà chúng ta gấp lại này, đó, nó sẽ có nam châm hút lại rất chắc chắn. Và khi mở ra thì các bạn sẽ có ở đây là hai chiếc tai nghe đặt nằm ngang ở bên trong. Đó, và khi chúng ta lấy hai chiếc tai nghe này ra thì bạn sẽ có ở đây là hai cái khay để đựng tai nghe, cùng với đó các bạn sẽ có hai chấu nam châm để có thể sạc được cho chiếc tai nghe này. Bây giờ thì mình sẽ đến với lại cái phần housing ở bên trong. Thì đây chính là housing của chiếc tai nghe Xiaomi phiên bản E2SE.
Thì cá nhân mình thấy rằng là với cái phần housing của nó thiết kế tương tự như là cái sản phẩm tai nghe Xiaomi E2S vậy. Tuy nhiên sẽ có một số điểm cắt giảm. Ví dụ như là với sản phẩm tai nghe Xiaomi E2S thì thiết kế của nó có phần là bầu hơn. Còn với sản phẩm tai nghe Xiaomi E2SE thì chúng ta ở phía trước các bạn sẽ có một cái đường ránh này. Và cái đường này giúp các bạn biết được đây là cái điểm để chúng ta chạm vào, chúng ta cảm ứng. Còn với sản phẩm tai nghe Xiaomi E2S thì nó sẽ làm tròn hoàn toàn luôn. Và phía trên thì các bạn sẽ có một cái mic phụ này, và bên dưới này các bạn sẽ có một cái đèn LED thông báo trạng thái kết nối. Thì cái này nó sẽ nhấp nháy cho chúng ta biết là nó đang kết nối hay không. Và ở phần mặt trong thì các bạn sẽ có ở đây là hai cái chiếu sạc, và hai cái chiếu sạc này sẽ giúp cho tai nghe này có thể sạc pin cho nó. Và các bạn sẽ có ký tự L và R để biết được bên nào bên trái và bên phải. Tuy nhiên thì chiếc tai nghe này nó không thiết kế đối xứng. Chính vậy thì nếu bạn nào đeo tay trái cho tay phải thì cũng không được nhá. Nó sẽ hơi bị rơi một chút. Và ngoài ra thì thiết kế cái phần housing cũng là một cái điểm cộng của sản phẩm tai nghe Xiaomi E2SE. Khi nó mang luôn cái phần housing của chiếc tai nghe Xiaomi E2S lên chiếc SE này, các bạn thấy không? Phần thiết kế housing này thì mình thấy rằng là rất giống so với chiếc AirPods mình đang sử dụng. Với thiết kế housing dạng earbud như thế này thì nó sẽ có được những ưu điểm, ví dụ như khả năng đeo của nó cực kỳ tốt nha các bạn. Tai nghe rất nhẹ, khi đeo vào thì cảm giác của nó không có bị kích tai, nó không có bị nhét sâu quá vào bên trong tai. Chính vậy thì nếu như một số bạn mà không thích những chiếc tai nghe True Wireless có thiết kế là in-ear thì đây gần như là một trong những cái lựa chọn hoàn hảo trong cái phân khúc giá tầm là 700.000. Và khi mà đeo lên ấy, thì mình thấy là chiếc tai nghe này nó khá là nhẹ nhàng. Và thực sự là nếu như chúng ta sử dụng rồi, chúng ta đang làm việc hay chúng ta đang làm cái gì đó thì gần như chúng ta quên đi cái sự hiện diện của hai chiếc tai nghe ở phía bên trên tai của mình luôn. Thì đây là một cái điểm mà mình đánh giá rất cao trên chiếc tai nghe Xiaomi E2SE này. Trong phân khúc giá 700k thì gần như đây là chiếc tai nghe có cái cảm giác đeo tốt nhất. Nó chỉ thua một số dạng tai nghe thiết kế giống AirPods như kiểu tai nghe Remax hay tai nghe Hoco mà thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đến với lại những cái điểm khác nhá. Thì với chiếc tai nghe Xiaomi E2SE này thì nó vẫn có công nghệ kết nối, đó chính là Bluetooth 5.0. Thì nó sẽ hỗ trợ kết nối được với toàn bộ thiết bị, điện thoại, laptop, rồi là những cái máy tính bảng chẳng hạn có công nghệ Bluetooth là có thể kết nối được với chiếc tai nghe này. Đó, nói chung thì khả năng kết nối của nó khá là đa dạng đúng không? Ngoài ra thì với công nghệ Bluetooth 5.0 thì mình thấy là cái độ trễ của nó cũng tương đối thấp, chỉ tầm là 300 ms mà thôi. Nhưng mà với cái độ trễ này khi anh em xem phim giải trí thì ok, không thấy cái sự delay. Nhưng khi bạn chơi game thì nó vẫn luôn có một sự delay nhất định. Và chiếc tai nghe này thì nó sẽ chưa update cái chế độ gaming. Chính vậy thì nếu bạn nào muốn chơi game tốt thì chúng ta có thể là cân nhắc, ví dụ như là với sản phẩm AirDots hay là cái sản phẩm tai nghe QCI T5S thì nó sẽ ngon hơn vì nó có chế độ gaming. Ngoài ra thì chiếc tai nghe này thì nó sẽ hỗ trợ hai định dạng giải mã âm thanh phổ biến, đó chính là SBC cũng như AAC. Ngoài ra thì nó sẽ còn hỗ trợ một số tiêu chuẩn khác như là BLE này, HSB này, HPF này, A2DP này, AVRCP. Đó là những định dạng âm thanh rất phổ biến và nó sẽ giúp ra có một khả năng nghe nhạc là tốt hơn. Bây giờ thì mình sẽ nói đến cái phần điều khiển của chiếc tai nghe này đi. Thì vì đây là một chiếc tai nghe hàng nội địa, chính vậy khi mà chúng ta sử dụng ở thị trường quốc tế thì sẽ có một số điểm hạn chế nhất định. Chiếc tai nghe này chúng ta chỉ có hai thao tác điều khiển mà thôi. Đó chính là nếu bạn muốn gọi trợ lý ảo thì bạn sẽ nhấp hai lần bên tai trái. Nếu bạn muốn tạm dừng bài hát, các bạn sẽ nhấp hai lần bên tai phải. Và tương tự muốn phát bài, các bạn sẽ nhấp hai lần bên tai phải. Đó là hai cái thao tác duy nhất đang tồn tại trên chiếc tai nghe Xiaomi E2SE này. Và ngoài ra chúng ta không thể mà thay đổi được cái thao tác này nhé. Như vậy thì nó sẽ hơi thiếu sót ở cái phần đó chính là tăng giảm âm lượng, cũng như là chúng ta muốn chuyển bài hát thì không được. Thì đây là cái điểm yếu đang có trên cái sản phẩm tai nghe Xiaomi E2SE này mà các bạn bắt buộc phải chấp nhận đó, tại vì đây là phiên bản hàng nội địa. Và ngoài ra thì khi các bạn đeo chiếc tai nghe Xiaomi E2SE này lên tai và nếu bạn tháo hai chiếc tai nghe ra thì nó sẽ ngay lập tức dừng nhạc, tại vì nó sẽ có cảm biến để phát hiện rằng chúng ta có đeo hay không. Thì cái chức năng này nó sẽ tương tự so với những chiếc tai nghe đến từ nhà Apple, khá là hay đúng không? Rồi, nói đến khả năng đàm thoại thì mình thấy là với chiếc tai nghe Xiaomi E2SE này, cái khả năng đàm thoại của nó sẽ là tương đối tốt các bạn ạ. Mic thu âm của nó cực kỳ ngon trong cái điều kiện phòng như thế này. Còn nếu như chúng ta ra ngoài trời hoặc các bạn muốn chạy xe máy thì mình thấy rằng là chiếc tai nghe này cái khả năng đàm thoại của nó chưa ngon cho lắm, tại vì cái khoảng cách mà từ cái tai của chúng ta xuống cái phần miệng nó khá xa đúng không? Và chính vậy khi mà các bạn ra ngoài trời thì cái khả năng khử âm thanh của nó với một chiếc tai nghe True Wireless giá rẻ thì nó không được tốt cho lắm các bạn ạ. Thế nên nếu bạn nào muốn có khả năng đàm thoại là tốt nhất, bạn nên đứng một chỗ hoặc bạn nên ở trong phòng hoặc là tránh những nơi nào rồi nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến với một cái điểm mà anh em chắc chắn sẽ rất quan tâm, đó chính là về phần chất âm. Thì mình thấy là với chiếc tai nghe Xiaomi E2SE này thì nó sẽ có một chất âm phải nói là cực kỳ tốt các bạn ạ. Nó sẽ phù hợp nghe những cái loại nhạc nhẹ nhàng hay là bạn thích nghe những cái loại nhạc bolero trìu mến. Tại vì đây là một chiếc tai nghe dạng earbud, chính vậy phần bass của nó không quá mạnh như là những chiếc tai nghe in-ear. Và mình thấy rằng là những cái giải như là treble và mid của chiếc tai nghe này thì nó tái tạo một cách rất chi tiết và cái giải âm của nó cực kỳ sáng các bạn ạ. Bass con này nó cũng có nhưng nó sẽ không quá mạnh nếu bạn nghe một số bài như kiểu là tình sâu lên thì
tinh tinh sâu cái gì len lối mình quên tên rồi, tại vì mình là một người rất ít khi mà nhớ bài hát đó. Thì mình thấy là trong cái bài đấy một số tiếng trống thì nó được nhấn nhá rất là dịu dàng, và cá nhân mình thực sự là rất thích nghe cái bài đấy trên chiếc tai nghe Xiaomi E2 SE này. Và một số bài nhạc vàng, những bài nhạc bolero nếu như có tiếng trống nhẹ để nhấn nhá thì nó vẫn có thể tái tạo được. Tuy nhiên thì tiếng trống của nó sẽ không quá sướng các bạn ạ, tại vì đây là một chiếc tai nghe dạng mở. Ngoài ra nếu anh em thích nghe dòng nhạc vinyl, những bài nhạc quẩy, mũ quạt các thứ ấy, thì nó vẫn có thể là đáp ứng được tốt nhu cầu của bạn. Nhưng mà tiếng bass của con này thì mình lưu ý luôn, đó chính là nó sẽ không quá mạnh. Nói chung là nó ở cái mức tầm là 7-8 điểm về tiếng bass thôi. Còn tiếng treble, tiếng mid thì mình thấy là nó được tầm 8,5 đến 9 điểm trên 10. Đó chính là về phần chất âm, mình đánh giá rất cao chiếc tai nghe Xiaomi E2 SE này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đến với thử pin đi. Thì với chiếc tai nghe Xiaomi E2 SE này, với mỗi lần sạc thì bạn có thể dùng được là 5 giờ cho mỗi bên tai nhá. Tức nghĩa bạn có thể nghe nhạc này, tức nghĩa bạn có thể là giải trí xem phim trong vòng 5 giờ liên tục. Và thời gian chờ của nó khá là lâu, các bạn có thể là đeo trên tai cả ngày cũng không sao. Và cái phần vỏ cây này thì nó sẽ giúp chiếc tai nghe của chúng ta sử dụng liên tục lên đến là hơn 20 giờ. Như vậy là với một lần sạc thì bạn có thể dùng được lên đến là 3-4 ngày, thậm chí hơn thế với những cái nhu cầu nghe nhạc căn bản hoặc là nghe nhạc ít. Và chúng ta sẽ mất đâu đó tầm 1,5 giờ để sạc lại cái phần vỏ cây, cũng như là 1,5 giờ để sạc lại cái phần housing bên trong nhá. Thì cá nhân mình đánh giá là với thời gian là 1,5 giờ thì cũng tương đối tốt rồi. Và chiếc tai nghe này thì nó sẽ có một điểm không bằng so với sản phẩm tai nghe Xiaomi E2S, đó chính là nó sẽ không được trang bị sạc không dây. Nhưng mà mình thấy là cái chức năng sạc không dây thì cũng chưa cần thiết lắm. Rồi, như vậy trong video này thì bạn đã cùng mình chúng ta trải nghiệm rất chi tiết về chiếc tai nghe Xiaomi E2 SE. Và cá nhân mình thấy rằng đây là một chiếc tai nghe cực kỳ ngon trong phân khúc giá 700k. Chúng ta sẽ nhận được những gì? Chúng ta sẽ nhận được một chiếc tai nghe có thiết kế dạng earbud, đeo vào rất thoải mái. Anh em mà không thích những chiếc tai nghe in-ear thì đây là một trong những cái lựa chọn tuyệt vời nhất. Rồi điểm tiếp theo đó chính là về phần chất âm. Thì đây là một trong những chiếc tai nghe mà phải nói là có chất âm cực kỳ ngon trong phân khúc giá 700k mà bạn nên lựa chọn. Và điểm tiếp theo đó chính là thời lượng pin của con này tương đối trong 5 giờ cho một lần sạc, thì phải nói đây là một trong những chiếc tai nghe True Wireless có cái thời lượng pin trên một lần sạc trên một chiếc tai nghe như này là trâu nhất rồi. Đó chính là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với bạn về chiếc tai nghe Xiaomi E2 SE này. Ngoài ra những cái điểm trừ thì mình cũng đã nói để các bạn có thể là dễ dàng cân nhắc cũng như chọn mua em nó. Vậy thì bạn nghĩ gì về chiếc tai nghe này? Và liệu có phân khúc giá dưới 700k các bạn có chọn mua em nó hay không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.